Chào các bạn, hôm nay mình làm một cái video là để mình xác nhận lại cho các bạn biết chính xác là con bò mình có 5-1 không các bạn. Ăn theo chế độ của mình, xài thuốc, chích ADE như thế nào để bò 5-1 các bạn. Đây các bạn thấy không, đây là con bò cái xin các bạn, đây là con nè. Đẻ cũng gần tháng nè các bạn thấy không. Các anh em nào có xem video của mình là mới biết rồi các bạn. Còn mình nói có đúng sự thật không các bạn. Đây đó, các bạn thấy không, họ đang lên giống nè các bạn, có nhớt thấy không, một cọng dài sọc các bạn. Đấy, mới lên giống bữa nay luôn các bạn, mới lên giống bữa nay luôn, nhưng mà nước này là mình bỏ nha các bạn. Đó, nước sau mình mới bơm. Cái chế độ ăn của mình như vậy là nó mau lên giống các bạn, có nghĩa là các bạn xài sắc mì nè, bắp nè, cám thực phẩm ít thôi, ăn rơm cũng được các bạn thấy không. Đó, con bò ta sung là mau lên giống lắm các bạn. Đó, mới đẻ ra tầm 1 tuần các bạn tiêm cho nó 1 mũi ADE các bạn, vitamin ADE là kích thích con bò chúng ta mau lên giống các bạn. Đó, hồi xưa mình cũng xài con anh vút rồi các bạn, cũng chích con anh vút y vậy luôn các bạn, đẻ đúng 1 tuần mình chích 1 mũi là tầm 10 c, tại mấy con bò cái này chích tầm 10 c ADE. Đó, chai ADE chừng 101, 102 gì các bạn. Đó, mình chích 1 mũi tầm 10 c các bạn không. Con này hồi mới đẻ mình cũng chích từng lễ là mình chích nè các bạn. Cái giờ bây giờ các bạn không lên giống nè, đó quay cho anh em cận cảnh anh em thấy luôn, tại vì cái con bò này đẻ những thời gian nào sao là mình có điều có quay video hết các bạn. Họ lên giống rồi các bạn thấy không. Đó, như vậy là các bạn thấy không, cái ADE mình chích vô con bò cột chuồng nó rất là hiệu quả các bạn, nó hiệu quả lắm. Đó, làm con bò ta lên giống từ con bò siêu nè tới con bò xin, giống với con siêu anh gút này cũng vậy các bạn, mình chích nó cũng lên giống đúng định kỳ, mình bơm định kỳ nè. Bây giờ là con bò mình ăn nó giống không các bạn, mình giờ sẽ ghi là cái ngày hôm nay lại, mình ghi ngày hôm nay ngày lên giống nó lại các bạn, rồi mình canh đúng chu kỳ nó ngày hay đợt sau lên giống y như vậy nữa là mình sẽ bơm các bạn. Đó, mình canh như vậy các bạn nó mới hiệu quả các bạn. Đó, lên giống các bạn không, ra nhớt quá trời luôn các bạn, nó lên đợt này chuyến đầu tiên mà lên cũng mạnh các bạn, nhưng mà mình để nước sau các bạn, để cho nó có thực lực nó nuôi con nó thêm 2 mấy ngày nữa các bạn, rồi mình mới bơm. Đó, bò này đúng gốc 5-1 luôn các bạn. Bây giờ con bò này lên kiểu này là tầm 18 đến 21 ngày sau là lên lại các bạn. Đó, cái ADE các bạn thấy lợi hại không, nó không có làm hại con bò nhưng mà nó làm con bò chúng ta lên giống sớm nè, kích thích con bò ăn uống cũng giỏi, tiêu hóa cũng tốt các bạn. Chế độ thức ăn mình các bạn đừng lạm dụng thức ăn tinh nhiều quá các bạn. Cho ăn thức ăn tinh nó đủ đủ rồi các bạn, là dạng ít thôi, nói chung con bò này thì mình cũng cung cấp nó cũng vừa các bạn, tại vì nó nuôi con mình cung cấp nó cũng vừa. Nó là 1 ngày 2 kg nè các bạn, tại vì nó nuôi con nên mình mới cung cấp 1 ngày 2 kg. Còn các bạn mà nuôi con bò mà dạng tơ lên đó các bạn, nếu con bò tơ lên đó các bạn cung cấp ít thôi, dạng cho có mùi thôi các bạn. Tại vì nuôi con nên như mình phải cung cấp, nên con nó tiêu thụ mớ cái dinh dưỡng các bạn, nên làm con bò mình nó vừa. Mình xài là phương pháp mình xài là cho bò mình ăn là sắc mì nấu nè, trộn với bắp, với muối, với lại cám thực phẩm, với lại mới đẻ trong vòng 1 tuần lễ các bạn tiêm ADE. Là con bò ta nó lên giống đúng chu kỳ mà nó lên tốt đấy các bạn, rụng trứng cũng giỏi nè, tỷ lệ bơm chữa cao. Cái này là do là mình nuôi mình đúc kết được cái kinh nghiệm nha các bạn, đúc kết được cái kinh nghiệm. Giống như cái con anh gút này của mình cũng vậy các bạn. Mình chích 1 tuần, mình chích vô trong vòng 1 tuần cái là con bò nó lên giống các bạn, nó vô nó không phải lên giống liền các bạn, nó điều hòa từ từ, cái bùm trứng nó sẽ cái nó đúng chu kỳ nó cái nó lên giống, cái mình bỏ một nước. Đó, nước sau mình bơm các bạn thấy không, giờ cái qua tem nhách các bạn thấy không, bò này là 99% là chữa luôn các bạn. Mình cho anh mình chờ được tầm 2,5 tháng là mình kêu thú y vô khám các bạn cho chắc ăn.
Cho chú Y vô khám chữa là chắc cứu các bạn. Các bạn không, mình lặn rơm không nè, các bạn thấy máng không? Rơm không à. Không có cỏ các bạn. Nó có một chùm cỏ như đây nè các bạn, để cho nó cao luôn mới cắt. Chủ yếu là mình là rơm các bạn. Bò ăn rơm các bạn không? Bò nó cũng bóng cũng mượt các bạn, cũng không đến nỗi ốm nha. Đó, nhưng mà bò mình nuôi về là vừa các bạn, mập quá cũng không tốt. Nó đúng chu kỳ các bạn không? Đẻ cái tầm hai mấy ngày lên giống liền các bạn. Đó, để nước sau cho mình máu bơm. Các bạn thấy không? Đúng một tuần nha các bạn, đẻ rồi một tuần các bạn tin tiêm ADR. Các bạn nào mà lỡ mà nó đẻ quá rồi các bạn cũng tiêm luôn các bạn. Cũng như là quá tuần á cũng tiêm luôn cũng được. Nói chung là cung cấp cái ADR là mình cột chuồng là mình nên xài hàng ADR. Còn khả đồng á thì nó lên đúng rồi thì khỏi cũng được các bạn. Còn cột chuồng là phải tiêm ADR. Tại vì trong vitamin A, vitamin E trong là trong ánh nắng mới có các bạn, mình cột chuồng nó thiếu. Cái nào thiếu là phải cung cấp. Các bạn không, giờ nằm nó ra một dũng luôn các bạn. Bò nằm nó ra một dũng nhớt luôn. Đó. Đó, mình bây giờ là mình nói cái sách mới có chứng thấy là mình quay cho anh em xem liền. Đó. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.